Tập 54. Nam Bố Kỳ, nếu con muốn ở lại thì nên cầu xin cô đi. Cô vui vẻ, tự nhiên giữ con ở lại thôi. Cô, người giữ con ở lại đi. Ngày mai con sẽ dành cả ngày chơi với cô, có được không? Con là đứa cháu ta thương nhất, đương nhiên là đồng ý rồi. Nè, Phúc Lâm. Hoàng thượng. Phúc Lâm. Cô, để con đi xem biểu ca. Đi. Đứa con này. Biểu ca. Cô muốn làm gì? Muội từ Thảo Nguyên qua Nhĩ Tẩm tới. Thái độ của huynh là sao vậy? Tại sao ta phải tốt với cô? Huynh, cô là khách do Nhiếp Chính Dương mời tới, muốn được đối xử tốt cứ tìm ổng đi. Nhưng mà nói sao, muội cũng là biểu muội của huynh, sao huynh lại đối xử với muội như vậy? Hoàng A Mã Trẫm có một đống thân thích, lẽ nào kêu Trẫm quan tâm tới từng người? Trẫm không có rảnh, cũng không có tâm trạng. Phúc Lâm, huynh dám ăn hiếp muội? Nè, Trẫm là hoàng thượng, hiểu phép tắc một chút có được không? Cái tên của Trẫm là để một nha đầu Mông Cổ như cô tùy tiện gọi hả? Trẫm không kêu cô quỳ xuống cúi đầu thỉnh ăn Trẫm đã là tốt lắm rồi. Muội nói cho huynh biết, muội không phải nha đầu mà là hoàng hậu tương lai của huynh. Hoàng hậu? Cô đừng có mà nằm mơ, sao Trẫm có thể lấy nha đầu Mông Cổ như cô làm hoàng hậu chứ? Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Thì ra huynh vẫn chưa biết cái gì. Biết gì chứ? Nhiếp Chính Dương và Hoàng Ngạc Nương huynh đã bàn với A Ngõa của muội, tương lai huynh nhất định phải lấy muội làm hoàng hậu. Cô nói bậy. Muội nói bậy sao? Huynh không tin có thể đi hỏi Hoàng Ngạc Nương mà. Nếu cô dám ăn nói lung tung, coi chừng Trẫm trị tội cô đó. Huynh trị đi, có bản lĩnh thì huynh trị đi. Là Nhiếp Chính Dương muốn huynh lấy muội, không phải là muội tự ý muốn lấy huynh. Cô đứng lại cho Trẫm. Trẫm nói cô biết, Trẫm tuyệt đối sẽ không cưới cô. Hôn nhân là do Trẫm tự quyết định, không ai có thể ép buộc được Trẫm. Nếu như cô biết điều, mau trở về Mông Cổ của cô. Nếu không thì Trẫm sẽ làm cho cô thấy đó. Các ngươi đều xem Trẫm như là một con cờ. Khốn kiếp, khốn kiếp mà. Khốn kiếp. Phúc Lâm, hai người làm vậy là sao? Có ý gì hả? Còn sao vậy? Con nói cho hai người biết, chuyện của con không cần hai người phải lo đâu. Phúc Lâm, ông không phải là hoàng A Mã của tôi, dựa vào đâu mà chỉ hôn cho tôi chứ? Ông có tư cách gì cho tôi lấy một cô gái người Mông Cổ hả? Hai người đang suy nghĩ cái gì vậy? Hoàng Ngạc Nương con, Hoàng Thái Hậu đều là người Mông Cổ. Chuyện của tôi không cần ông phải lo. Phúc Lâm à, chuyện này không phải chỉ một mình Nhiếp Chính Dương người quyết định, mọi người mẫu hậu Hoàng Thái Hậu đều đã bàn bạc rồi. Vậy con xin đa tạ ý tốt của mọi người. Đa tạ. Nhưng mà con nói cho mọi người biết, mọi người kêu con lấy người con gái đó, con tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Kêu Na Bố Kỳ đó sớm ngày cút trở về Mông Cổ đi. Phúc Lâm, ông muốn làm gì hả? Phúc Lâm, con là hoàng thượng, đây không chỉ đơn thuần là chuyện hôn sự mà là chính sự. Cái gì chính sự chứ? Chính sự không phải do hai người quản hay sao? Liên quan gì tới Trẫm hả? Trẫm nói cho ông biết, Nhiếp Chính Dương, Trẫm nhịn đủ lắm rồi. Trẫm không muốn tiếp tục là một con cờ trong tay của ông nữa. Phúc Lâm, Trẫm nhịn đủ lắm rồi. Mấy năm qua hai người làm theo ý của mình, luôn muốn chi phối Trẫm, muốn Trẫm làm cái gì thì Trẫm làm cái đó. Bây giờ Trẫm đã lớn rồi, không cần mọi người bảo bọc nữa. Ông muốn làm hoàng đế hả? Ông làm đi, Trẫm nhường lại cho ông đó. Chỉ cần ông không can thiệp tự do của Trẫm là được rồi. Hả? Đại nhĩ cổn mình làm gì vậy? Phúc Lâm, ông đánh Trẫm! Ông dám đánh Trẫm! Ta thấy người thiếu giáo dục,
không biết trách nhiệm của bản thân. Nè Phúc Lâm, có gì từ từ nói, Quỳnh đánh nói làm cái gì chứ? Có chuyện gì vậy? Tôn mama, hoàng thượng đang bên trong, người đã đuổi hết chúng tôi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Hoàng thượng đang tức giận bên trong, không cho chúng tôi đứng bên cạnh, gây chúng tôi phiền phức. Hoàng thượng, hoàng thượng, ra ngoài, ra ngoài hết cho trẫm. Hoàng thượng, hoàng thượng, các người đi hết đi, đi đi. Ta là Tôn Mama, mở cửa đi. Trẫm không muốn gặp mặt ai hết, các người đi mau đi, đi đi. Hoàng thượng, hôm nay Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu mở tiệc chiêu đãi khách khoa nhĩ tẩm, người mau ra dự đi. Trẫm không đi, trẫm không đi, trẫm không muốn đi. Hoàng thượng, chuyện này, chuyện này phải làm sao đây? Hai người cứ đợi ở đây, ta đi tìm Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Dạ, dạ. Hoàng thượng, hoàng thượng, Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, xảy ra chuyện gì vậy? Phúc Lâm, trẫm không đi, trẫm không đi. Phúc Lâm, con đừng hù ngạc nương, đừng làm chuyện gì ngốc nghếch. Chuyện này phải làm sao đây? Bên trong không có một tiếng động. Phúc Lâm, cách cách, hoàng thượng không làm chuyện gì ngốc nghếch chứ? Chuyện này, tiểu thọ tử, ngươi mau tới võ anh điện mời Nhiếp Chính Dương tới đây. Dạ. Đi mau, đi mau. Phúc Lâm, Phúc Lâm, hoàng thượng, Phúc Lâm, hoàng thượng, hoàng thượng, đây Nhĩ Cổn. Ngọc Nhi, Phúc Lâm, Phúc Lâm, hoàng thượng, Phúc Lâm, hoàng thượng, hoàng thượng, Phúc Lâm, Phúc Lâm. Phúc Lâm, Phúc Lâm, Phúc Lâm, mau mở cửa ra. Phúc Lâm, con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Con lớn vậy rồi, còn làm chuyện ấu trĩ sao? Phúc Lâm, sao con lại làm như vậy hả Phúc Lâm? Tại sao hả? Người hỏi Nhiếp Chính Dương đi. Cái gì? Ông là Nhiếp Chính Dương, ông dám làm mà không dám nhận. Đại Nhị Cổn, Quỳnh đã làm gì Phúc Lâm hả? Ta dám làm không dám nhận sao? Phúc Lâm, con là hoàng thượng, con lại nói xấu vu khống ta, con hãy sống cho ra dáng một năm nhi. Hoàng Ngạc Nương con, mẫu hậu con còn có ta, bao nhiêu năm qua đã tốn bao nhiêu tâm huyết cho con biết không? Đại Nhĩ Cổn, Quỳnh ra ngoài đi. Chính vì Hoàng Ngạc Nương con yêu thương con mù quáng, dung túng con mù quáng, mới tạo ra người thiếu đức hạnh như con đây. Đại Nhĩ Cổn, Quỳnh ra ngoài.
Tìm thấy y đi tiểu thổ tử. Dạ. Chẳng phải đón tiếp sao? Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng có việc phải làm. Ta thay mặt hoàng thượng đón tiếp chính Lam Kỳ về kinh. Hầu Cách, tham kiến hoàng phụ Nhiếp Chính Vương, tại sao không hành lễ? Ông ấy không phải hoàng thượng, dựa gì đâu kêu ta quỳ chứ? Hỗn sực! Ta là hoàng phụ Nhiếp Chính Vương. Ngoài hoàng thượng, thái hậu, thái phi, bất cứ ai gặp ta đều phải thực hiện lễ quỳ bái. Bản Đạt Hải, Đa Nhĩ Cổn, ông nghĩ mình là ai chứ? Ta bình định Tứ Xuyên, giết Trương Hiến Trung, quyết chiến Quan Trung, công trạng lớn tới như vậy. Hôm nay thắng lợi trở về, hoàng thượng lẽ ra vẫn dặn dò bá quan tới đây tiếp đón, sau đó mở tiệc uống rượu để mừng công. Người cấm miệng cho ta. Hào Cách, đừng cho rằng ngươi giết chết Trương Hiến Trung là chuyện gì to tát. Suốt chặng đường ngươi dẫn binh đi, tội ngươi phạm còn ít sao? Tính nghĩa phụ chính thúc dương, đem tất cả tội Hào Cách phạm đọc lớn lên cho ta. Đã như cũng ông nói bậy. Mấy năm nay ông luôn thấy ta chướng mắt, nên bây giờ ông cố tình hãm hại ta. Tính nghĩa phụ chính thúc dương, ngày mau đọc đi, nếu không hắn còn cho rằng Đa Nhĩ Cổn ta vu oan cho hắn nữa. Túc Thân Dương, kỳ chủ chính Lâm Kỳ Hào Cách, xuất chinh Tứ Xuyên, bao che cấp dưới giết người vô tội, giả mạo quân công, đề bạt trọng dụng người có tội. Rất nhiều tướng sĩ tức giận không dám nói. Đa Nhĩ Cổn, rốt cuộc ta đã phạm tội gì? Nếu nhà muốn trị tội ta, cũng nên làm rõ mọi chuyện ta có công lao dẹp loạn. Ta vất vả bên ngoài chinh chiến nhiều năm, tuân hoành ngang dọc, đẫm máu nơi xa trường. Các huynh đệ chính Lâm Kỳ theo ta vào sinh ra tử, khổ chiến tây nam. Đa Nhĩ Cổn, ông còn có tính người hay không hả? Không đợi ta vào tới cửa nhà thì ông đã muốn bắt ta, nhốt ta vào đại lao có đúng không? Các người bị mù hay là ngốc hay là chết rồi. Đa Nhĩ Cổn, ông dám làm như vậy, ông nhất định chết không toàn thây. Hoàng A Mã ta trên trời nhất định sẽ trở về tìm ông tính sổ đó. Dậy xuống dưới đi. Dừng tay! Dừng tay lại cho trẫm! Hoàng thượng, các người đang làm gì hả? Cút đi cho trẫm! Cút! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Các người không nghe thấy sao? Ai mới thực sự là hoàng thượng của nhà Thanh hả? Các người nghe lời của ông ấy hay là nghe lời của trẫm đây? Hoàng thượng, để nhìn xem bọn họ kìa, họ ăn hiếp đại ca ca ra sao? Đại ca ca, đi. Nếu đã không có tiệc mừng công, chị trẫm với huynh đi uống rượu vậy.
Đa Nhi Cổn, đệ cũng nhìn thấy rồi, đệ quả thật đã nuôi dưỡng một kẻ vô ân. Đa Đạt đã nói quả không sai. Tên tiểu tử Phúc Lâm đó, trước mặt biết bao nhiêu người dám chống lại đệ, đệ nghĩ xem về tương lai hắn sẽ ra sao. Nói ít vài câu đi. Đệ đừng trách huynh nhiều chuyện. Nếu như đệ không trị tội tên Hào Cách, vì tương lai sau này đệ sẽ càng chịu khổ. Nếu là huynh, vừa rồi ở Nam Giao đã trực tiếp lấy mạng hắn, huynh thấy Phúc Lâm to gan cũng không dám chống đệ đâu. Đệ giết đi Hào Cách, Phúc Lâm không phải sẽ càng hận đệ sao? Lẽ nào bây giờ hắn không hận đệ sao? Hắn hận đệ không phải ngày một ngày hai. Đệ nghĩ xem, bây giờ con sói nhỏ này dần dần trưởng thành, đệ nên nghĩ cho bản thân một chút đi. Đừng cứ tiếp tục như vậy, hắn cắn chết đệ là chuyện sớm muộn thôi. Vậy huynh nói phải làm sao? Huynh vẫn giữ thái độ giống như năm đó, đâm lao phải theo lao, phế cái tên tiểu tử đó. À Tiên Cách, huynh im miệng đi. Huynh cũng đọc được rất nhiều sách, nhưng mà huynh biết được trong lịch sử tất cả Nhiếp Chính Vương đều không có kết cục tốt. Triệu Minh của Hoàng Phụ tên Trương Cư Chính, ông ta là công thần Triệu Minh. Một tay ông ta nuôi dưỡng tiểu hoàng đế Hoàng Lịch trưởng thành, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng hắn thành hoàng đế. Nhưng mà cuối cùng kết cục ông ta ra sao? Mộ phần bị đào bới, phơi cả xương trắng. Đệ là thúc thúc Phúc Lâm, đệ và Trương Cư Chính không giống nhau. Có gì mà không giống nhau? Đừng trách huynh nhiều chuyện nói chuyện xui, đa nghi suy nghĩ lung tung. Như cổ huynh nói đệ biết, nếu như đệ còn nuôi sói trong nhà, nuôi sự tốt với nó, về tương lai đệ cũng bị nó cắn chết. Được rồi, điều cần nói huynh đã nói rồi, tiếp theo nên làm thế nào để từ từ suy nghĩ. Tốt với mình chút đi. Đại ca ca, huynh về thì tốt quá rồi. Cơn giận ngày hôm nay trẫm đã chịu đủ lắm rồi. Nghe đệ nói Đa Như Cổn thường xuyên lui tới Từ Ninh Cung sao? Chuyện này thật sự quá đáng mà. Xem Hoàng A Mã ta là cái gì chứ, hả? Hoàng thượng, tại sao đệ lại không ngăn cản? Chuyện này cũng đành phải chịu thôi. Đó là vì trẫm còn nhỏ, đại ca ca huynh không ở trong cung, ai mà ngăn cản được. Vậy còn mẫu hậu Hoàng Thái Hậu thì sao? Mấy người đó mua ở bên cạnh nhau, mẫu hậu Hoàng Thái Hậu còn có cách gì nữa chứ? Giang phu giám phủ, linh hồn Hoàng A Mã ta trên trời, làm sao yên đi? Đại ca ca, mấy năm nay trẫm cứ luôn chờ huynh quay trở về, chờ huynh về rồi thì sẽ nghĩ cách. Tình Đa Nhĩ Cổn thật đáng chết, sớm muộn có ngày ông trời sẽ trừng phạt ông ta. Ông ta khống chế triều chính chưa đủ, còn ức hiếp ngạt nương của đệ, sỉ nhục Hoàng A Mã, sỉ nhục liệt tổ liệt tông ái tần giặc la của chúng ta. Hắn không được chết tốt đâu. Phúc Lâm, đệ phải tranh thủ thời gian sớm ngày chấp chính, không để cho Đa Như Cổn một tay che trời được. Lúc ông ta đón huynh ở Nam Giao, không hỏi rõ ràng phải trái đúng sai thì đã trị tội của huynh rồi. Huynh nghĩ không lâu, ông ta cũng sẽ làm vậy với đệ thôi. Ông ta đã kêu trẫm lấy con gái của Ngô Khắc Thiện đó. Cái gì? Đa Như Cổn thật quá gian xảo. Ông ta kêu đệ kết thân với Khoa Nhĩ Tẩm, lôi kéo Quốc Cửu gia. Như vậy lâu ngày, Khoa Nhĩ Tẩm và Mạc Nam Mông Cổ sau này đều là thế lực của ông ta. Trẫm không thích Na Bố Kỳ đó. Đúng, đệ tuyệt đối không thể lấy cổ. Đệ không thể ngoan ngoãn nghe theo lời của Đa Như Cổn sắp xếp được. Những ấm ức này trẫm đã chịu đủ lắm rồi. Lẽ nào đệ còn muốn tiếp tục như vậy sao? Đệ còn muốn tiếp tục chịu đựng cái cục tức này
để có thể tiếp tục nước trôi không? Không, trẫm không muốn. Đại ca ca, huynh giúp trẫm đi. Huynh nhất định phải giúp cho trẫm. Bây giờ chỉ còn một cách, chính là để chấp chính. Chấp chính? Hoàng thượng. Thúc Dương, xin miễn lễ. Hoàng thượng, sao người tới đây? Có chuyện gì có thể triệu thần vào cung ý kiến mà. Bây giờ trong cung đều là người của Đa Nhĩ Cổn, trẫm không thể tùy tiện nói chuyện. Hoàng thượng mời. Ngồi đi. Đường thúc, hôm đó thúc cũng thấy đó, ở trong lễ đón tiếp, Đa Nhĩ Cổn đối xử con ra sao, Đa Nhĩ Cổn ức hiếp con ra sao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con thực sự không còn mạng sống. Đường thúc à, con bị Đa Nhĩ Cổn ức hiếp thành ra như vậy, sao thúc lại không ra mặt giúp con chứ? Ta có thể làm được cái gì hả? Bây giờ trong triều đình này toàn là thế lực Đa Nhĩ Cổn. Con không trách thúc, nhưng mà nói sao, thúc cũng là phụ chính Thúc Dương. Lúc Hoàng A Mã còn sống, đối thúc không bạc. Bây giờ con và hoàng thượng bị Đa Nhĩ Cổn ăn hiếp thành ra như vậy, sao thúc không đứng ra nói giúp một câu chứ? Thúc Dương, giờ trẫm đã lớn rồi, trẫm muốn chấp chính. Đường thúc, Phúc Long muốn tự mình giải quyết chính sự, chúng ta không thể đứng nhìn mà không lo. Nhưng mà hoàng thượng vẫn chưa đủ 20 tuổi. Năm đó ta và Đa Nhĩ Cổn thề rằng sẽ phò tá hoàng thượng tới khi thành niên mới giao quyền chấp chính cho người. Đường thúc bà, sao thúc vẫn còn không hiểu chứ? Tình hình bây giờ không còn giống như tình hình năm đó rồi. Bây giờ trên dưới triều đình đều bị Đa Nhĩ Cổn khống chế. Cho dù hoàng thượng thành niên rồi, thúc nghĩ là Đa Nhĩ Cổn, ông ta sẽ ngoan ngoãn giao lại quyền chấp chính. Con nghĩ chưa chắc đâu. Đường thúc à, thúc giúp hoàng thượng đi, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách cướp lấy quyền chấp chính trong tay ông ta. Làm sao cướp hả? Chúng ta có thể liên kết với Lưỡng Hoàng Kỳ, để Lưỡng Hoàng Kỳ toàn lực phò tá cho Phúc Lâm. Con không biết sao, Lưỡng Hoàng Kỳ từ lâu đã bị tên Đa Nhĩ Cổn mua chuộc rồi. Mua chuộc? Con thấy ngược lại chưa chắc đâu. Đa Nhĩ Cổn trọng dụng người Hán, còn nhiều lần giúp cho họ làm trọng thần. Bây giờ đại thần mãn triều đa phần người Hán. Đường thúc, thúc nghĩ thử xem, các đại thần thân cận trước đây có hài lòng chuyện này hay không? Vậy phải làm sao đây? Đường thúc, trước tiên chúng ta tập hợp lại phản đối Đa Nhĩ Cổn, ai trung thành với tiên đế, cộng thêm lực lượng của thúc và con. Như vậy lâu ngày, nếu như Đa Nhĩ Cổn vẫn không giao quyền chấp chính ra, vậy chính là loạn thần tặc tử, người người sẽ đều đánh giết. Đường thúc à, xem như con cầu xin thúc có được không? Vì hoàng thượng, ta bằng lòng liêu một phen. Nhưng mà sự việc trọng đại, đừng có phao tin ra ngoài. Đường thúc người yên tâm, từ lâu con đã bàn qua với Ngao Bái, Đô Như Cách với Sách Ni, tuyệt đối không có vấn đề. Nè hoàng thượng, Đồ Nhĩ Cách là tâm phúc của con, đương nhiên có thể tin được. Nhưng mà Sách Ni và Ngao Bái
thì không thể tin được. Thúc Dương, chuyện này có lẽ Thúc vẫn còn chưa biết. Hai người bọn họ hết sức trung thành với Trẫm, thường âm thầm đi tới thỉnh an Trẫm. Đúng vậy Đường Thúc, họ cũng thường nói với con, từ lâu đã bị Đa Nhị Cột ép tới không thể thở nổi. Nếu như hoàng thượng sớm ngày chấp chính thì họ sẽ sớm ngày lấy lại quay phong của Lưỡng Hoàng Kỳ năm đó. Nếu nói như vậy thì sẽ có 8 phần cơ hội thắng rồi. Quả nhiên là con dao tốt, Đa Nhĩ Cổn. Ngày chết của ông đã sắp tới rồi. Hoàng thượng, Người làm sao vậy? Tiểu Lục Tử, ngươi có muốn làm đại tướng quân hay là muốn làm gì hả? Hoàng thượng, ngươi đừng có nói đùa như vậy. Ngươi đó cũng theo Trẫm nhiều năm rồi, tuy là có hơi ngốc một chút nhưng mà cũng rất trung thành. Hoàng thượng, ngươi nói câu này là đúng rồi. Ở trong hoàng cung này, tốt nhất với nô tài chỉ có hoàng thượng và nghĩa phụ của nô tài. Nghĩa phụ ngươi tuy cùng Hoàng Ngạc Nương ta, còn có Thập Tứ Thúc có hơi thân một chút, nhưng dù sao cũng là sư phụ của Trẫm, dạy võ công cho Trẫm, với Trẫm cũng không có tệ lắm. Vậy để ông ấy làm đại tướng quân cũng được. Còn ngươi, ngươi sẽ làm đại thần thống lĩnh thị vệ đại nội. Hoàng thượng, hôm nay người làm sao vậy? Sao lại phong nô tài và nghĩa phụ chức quan lớn như vậy? Ngươi muốn biết thật hả? Hoàng thượng, nếu người muốn nô tài biết thì nô tài biết, còn nếu hoàng thượng không muốn nô tài biết vậy nô tài không muốn biết. Hôm nay sao ngươi lại thông minh như vậy hả? Thôi được rồi, vậy Trẫm cho ngươi biết, nhưng ngươi hứa không được nói với ai, bao gồm nghĩa phụ của ngươi. Hoàng thượng yên tâm, nô tài bảo đảm không nói với ai. Kê sát tay vào đi. Hả? Chuyện này nhớ cho kỹ đó, không được nói với ai hết, nếu không thì Trẫm sẽ lấy mạng của ngươi. Nô tài không dám. Ôi trời đất ơi, chuyện này phải làm sao đây? Có nên nói với nghĩa phụ mình không? Nhưng mình đã hứa với hoàng thượng, nếu hoàng thượng mà biết mình tiết lộ bí mật thì chẳng phải sẽ giết mình sao? Cũng tại mình, đúng là tò mò hại chết người. Nghĩa phụ. Tiểu Lục Tử, có chuyện gì sao lóng ngà lóng ngóng như vậy? Không có chuyện gì. Nghĩa phụ à, người cứ làm việc đi, con xin phép được đi trước. Làm cho mình sợ muốn chết luôn, mai mà chưa tiết lộ. Chuyện gì mà chưa tiết lộ? Dạ, nghĩa phụ. Tiểu Lục Tử. Dạ. Có phải con đang có chuyện gì muốn giấu nghĩa phụ không? Dạ không có nghĩa phụ, không có. Không ai hiểu con bằng cha. Tuy con không phải là con ruột của ta, nhưng trong lòng con nghĩ cái gì, nghĩa phụ đều nhìn thấy trên mặt của con. Nói mau. Nghĩa phụ à, con hứa với hoàng thượng là sẽ không nói ra đâu. Hoàng thượng. Tiểu Lục Tử, có chuyện gì mau nói với nghĩa phụ. Con vẫn còn nhỏ, có một số chuyện con chưa biết cách giải quyết, nghĩa phụ phân tích giúp con. Chuyện này. Sao hả? Lẽ nào nghĩa phụ sẽ làm hại con sao? Nghĩa phụ, chuyện này nếu như xảy ra sẽ rất lớn. Cách cách, người đừng có giận Thập Tứ Gia nữa. Người giận bao nhiêu ngày rồi? Ta cũng không muốn, nhưng bị kẹt giữa Phúc Lâm và Huynh ấy, Bụi nói ta nên làm sao. Phúc Lâm là con trai ta, chính là cốt nhục của ta. Suy cho cùng, Phúc Lâm vẫn là một đứa trẻ, sao Huynh ấy có thể ra tay mạnh như vậy? Nhưng mà ở trong lòng Thập Tứ Gia cũng đâu có dễ chịu. Long Cách tham kiến Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Long Cách, sao ngươi lại đến đây? Thái Hậu, xảy ra chuyện lớn rồi. Thật sao? Hậu Cách, ngươi đúng là không biết an phận mà, dám dụ dỗ con trai của ta làm chuyện đại nghịch bất đạo này.
Thái hậu, bây giờ phải làm sao đây? Theo ta thấy, Sách Ni và Ngao Bái đều không phải là người ngu ngốc. Lòng cách, ta giết một thủ dụ, người mang tới họ. Dạ. Tốt quá. Hoa thi lần này đã chọn được 300 tiến sĩ, nhưng tài nhà Thanh ta vì vậy cũng tăng không ít. Đây đều là Nhiếp Chính Dương biết trọng nhân tài, cho nên tân khoa lần này số người được chọn rất lớn. Nhiếp Chính Dương, số này thôi e rằng không đủ, phải nghĩ cách để lấy hết nhân tài thiên hạ. Thượng trị năm thứ ba, thứ tư đều gấp đôi lần này. Tổng cộng họ đã tổ chức 3 lần thi, lấy được 1.100 tiến sĩ. Nếu như ta nhớ không lầm, đứng đầu khoa thi này đã chọn được là 4 vị đại học sĩ, 15 vị thị lang, 3 vị tổng đốc, còn có đô sát diện phó đô ngự sử, thông chính ti sứ, cùng 6 vị trọng thần ở khanh nội học viện của bên đại lý tự. Dạ, những người khác cũng được cơ cấu tới các cấp trung ương và những nơi khác, trở thành lực lượng nòng cốt giải quyết chính sự. Nhà Thanh muốn trị vì, muốn thái bình, muốn phồn thịnh, vẫn phải cần nhân tài. Giờ ta mới cảm nhận được tâm trạng tuyệt vọng khao khát, cầu người hiền tài năm đó của phụ hãn. Bây giờ, trong triều người văn võ song toàn thật là không ít. Nhưng mà, triều Thanh muốn cai quản tốt đất đai rộng lớn thì rất là khó. Nhân tài vẫn còn thiếu. Ta thấy, xem ra không chỉ thi, vẫn phải nhờ lực lượng tiến cử, đặc biệt là những danh sĩ ưu tú của triều Minh trước. Nhất định phải nghĩ cách tiếp cận, chiêu mộ. Những người này có sức ảnh hưởng lớn, mà nay quy ẩn sơn lâm cùng cốc không ra làm quan thì thật là đáng tiếc. Nhiếp Chính Dương yên tâm, thần nhất định sẽ nghĩ cách. Nếu không có chuyện gì khác, thần xin cáo lui. À, lui xuống đi. Tham kiến phụ chính thúc Dương. Nhiếp Chính Dương, phụ chính thúc Dương. Ngài xem đi, đây rốt cuộc là sao? Phúc kiến xảy ra vấn đề quan liêu nghiêm trọng như vậy, ngài cũng không báo một tiếng. Tấu sớ này ở đây bao lâu rồi? Cái này chẳng qua chỉ là tấu sớ của viên quan giám sát. Lại tấu sớ này mỗi ngày không biết bao nhiêu cái. Nếu không phải người nhà kiện lên tới đô sát, chuyện ta còn chưa biết. Nếu không phải hôm nay ta tới hỏi, có phải là ngài định ếm luôn tấu sớ này không? Tốt xấu gì ngài cũng là phủ chính thúc Dương, tác dụng phủ chính này của ngài phát huy tới đâu? Những tấu sớ địa phương trình lên, không phân nặng nhẹ, dứt sang một bên. Vậy ta cần phủ chính như ngài làm cái gì nữa? Diệp Chính Dương, nếu không có chuyện gì khác, thần xin cáo lui trước. Được, lui xuống đi. Dạ. Đây chẳng qua là tấu sớ luận tội lẫn nhau của viên quan địa phương, có gì to tát đâu chứ. Vậy cũng phải xem vấn đề nặng nhẹ. Thuộc ngán phúc kiến Chu Thế Khoa, người này làm quan nhiều vấn đề, lợi dụng tư hình tàn khốc, chèn ép người dân, thì tống tiền mưu cầu lợi riêng. Quá trình hắn dụng hình tàn khốc vô cùng tàn nhẫn, ngài đã xem qua chưa? Hắn khiến dân chúng không chịu nổi, nên vượt ngàn dặm nhờ người trình đơn tố cáo lên ta. Ngài giỏi lắm, đem nó dứt trên bàn làm việc của phủ chính thúc Dương. Nhà Thanh cai trị như vậy, người dân sẽ cho rằng triều Thanh ta cũng một nát thối rữa khác nào triều Minh. Có phải ngài muốn cho tất cả người dân đều thất vọng hay không? Dù sao hình bộ và sử bộ cũng không phải ta quản. Ta hả? Chỉ là phụ chính thúc Dương trên danh nghĩa. Có vài chuyện làm nhiều quá ngược lại không tốt. Ngài nói vậy là sao? Lùi xuống đi. Đa nhị cổ, tốt xấu gì ta cũng là đường huynh, là phụ chính thúc Dương. Những người cứ xem ta là bao cát mặc sức đấm đá. Ngày mai xem ngươi còn kiêu ngạo được nữa không? Cách cách. Nè, để muội đắp cho. Đêm nay sương rất nhiều. Cách cách, cẩn thận coi chừng bị lạnh. Tô Mạc Nhi, muội nói ta làm vậy có phải quá ích kỷ hay không? Cách cách, người đừng nghĩ lung tung.
Người làm như vậy đều là vì hoàng thượng. Mấy năm lại đây, quan hệ của hoàng thượng với thập tứ gia không được tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quan hệ của họ sẽ càng xấu đi. Tới mức lửa nước không dung hòa thì phải làm sao? Ta không phải là mẫu thân tốt. Cách cách, sao lại như vậy? Một bên là con trai ta, một bên là người yêu ta. Cả hai người ta đều yêu. Với tư cách mẫu thân, ta xử tệ với Phúc Lâm. Với tư cách người yêu, ta xử bạc với Đan Dĩ Cổn. Nhưng tất cả chuyện ta làm đều là vì con trai ta. Nhưng Phúc Lâm nó chưa từng nghĩ, chưa từng thấu hiểu, thậm chí chưa từng chấp nhận tình cảm của ta. Hoàng thượng sao lại không biết chứ? Cách cách thương người như vậy. Nhưng muội cũng đã thấy thái độ của nó với ta. Mấy năm lại đây, do ta quá chiều chuộng nó, quá nuông chiều nó. Lúc nó còn nhỏ, nó chịu bao nhiêu cực khổ. Nên sau khi về cung, ta tìm cách để bù đắp cho nó, để nó không phải chịu khổ nữa. Nhưng hoàn toàn phản tác dụng. Ta càng thương yêu nó thì ta lại càng làm hại nó. Bây giờ dù ai nói nó cũng không nghe. Đa Nhĩ Cổn nói đúng, ta và huynh ấy không có ai không tốt hết, mà tại nó quá kiêu ngạo. Bây giờ quản thúc vẫn còn kịp mà. Làm sao quản thúc? Lời ta nói nó vốn dĩ không lọt tai. Tính tình của nó bướng bỉnh hoàn toàn không giống ta. Bây giờ nó muốn chấp chính, làm sao được? Bây giờ ngay cả tấu chương nó cũng không đọc được, làm sao cai trị một quốc gia rộng lớn đây? Trước đây Đa Nhĩ Cổn luôn dẫn nó theo để thượng triều, để nó tham gia vài chuyện chính sự nhỏ. Nhưng nó cố tình chống đối Đa Nhĩ Cổn, hoàn toàn không chịu nghe. Bây giờ lại nghe lời xúi dục của Hạo Cách, bất chấp thủ đạo muốn lên chấp chính. Tên Hạo Cách này, bây giờ muội đã hiểu tại sao hắn vừa về thập tứ gia đã muốn giết hắn. Tô Mạc Nhi, buổi tới Võ Anh Điện xem huynh ấy còn đó không. Nói là ta đã hầm canh xong rồi, hỏi huynh ấy có muốn ăn hay không. Muội sẽ đi liền, người yên tâm. Tô Mạc Nhi. Thập tứ gia, ngài còn làm việc sao? Vẫn còn vô số việc chưa giải quyết. Nhưng mà cũng không thể làm việc quên ăn. Vậy biết làm sao? Đó là số mạng mà. Thập tứ gia, bây giờ ngài thật sự xem Võ Anh Điện là nhà của mình rồi. Ta là người độc thân, không có nơi nào để đi. Căn nhà ở cửa Hoa Đông đó, bếp chẳng bao giờ cháy, lạnh lẽo vắng vẻ, còn không bằng Võ Anh Điện này tha hồ phê duyệt tấu chương. Tốt xấu gì cũng là nơi che mưa che gió. Thập tứ gia, nói sao cũng đường đường là hoàng phủ nhiếp chính dương của nhà Thanh, sao ngài nói những câu chán nản như vậy? Ta nói như vậy lẽ nào không phải sao? Trên đời này, những người yêu thương thập tứ gia có thể nói là rất nhiều, nhưng mà chẳng qua là không ai có diễm phúc. Bởi vì trong lòng của thập tứ gia ngài chỉ có hình bóng của một người. Nhà đầu nhà cô. Thập tứ gia, tôi nói không phải sao? Được rồi, cách cách tôi mời ngài qua đó. Nói vậy là cổ đã hết giận rồi sao? Cách cách còn sai người hầm chén canh, nhân sâm cẩu kỹ cho ngài. Người nghĩ thời gian qua ngài ở đây chắc là ăn không ngon ngủ không yên. Nè, ta đây ngủ rất ngon. Được, vậy tôi về nói với cách cách như vậy. Nói ngài ăn rất ngon ngủ rất yên, tránh để cách cách không ăn không ngủ, nửa đêm thức dậy còn lo cho ngài. Nè, Tô Mạc Nhi. Được rồi, ta đi, ta sẽ đi hả? Đi. Muội xem tay của muội lạnh hết rồi. Được rồi, huynh đã sai, vậy được chưa hả? Rõ ràng đánh người là không đúng, mà còn giận dỗi muội nữa. Không giận nữa, sau này không giận nữa, có được không? Thập tứ gia, đây là canh nhân sâm cách cách sai người nấu cho ngài. Mùi thấy gần đây sắc mặt huynh không tốt, mà uống canh nhân sâm cho khỏe đi. Ngọc Nhi, đa tạ mùi.
Đa nhị cũng. Có một chuyện muội muốn nói với huynh, nhưng huynh hứa với muội rằng huynh sẽ không trách Phúc Lâm. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Mau mau tìm đi. Được được được. Mau cất hết đi. Được rồi. Tiểu Thừa Tử, Tiểu Lục Tử, hai người đang làm gì đó? Hoàng thượng. Hai người lấy hết tất cả vào kéo làm gì vậy hả? Trẫm vẫn còn dùng đó. Hoàng thượng, khi nào người muốn dùng thì nô tài lại lấy cho người. Nhưng bây giờ trẫm muốn cắt giấy. Để nô tài cắt cho người. Hắn đem đi đâu vậy? Phủ Nội Vụ đưa tới một sư phụ mài dao. Người nhìn xem, số dao này đều đã lục, nên nô tài kêu Lục Tử đi mài lại thôi. Nè, đúng lúc, đem dao này của trẫm đi mài lại luôn đi. Dạ, lát nữa nô tài sẽ đem đi. Đây là dao trên người hoàng thượng. Lục soát hết trong điện rồi chứ? Còn binh khí nào nữa không? Đã lục hết rồi, đều không có. Được, Nhiếp Chính Vương đã căn dặn trưa hôm nay không được cho hoàng thượng rời khỏi cung này nửa bước. Dạ. Ngươi và Tiểu Lục Tử phải trông chừng hoàng thượng cẩn thận, nếu không cái đầu hai người khó mà bảo đảm. Nô tài hiểu rõ.